Bạn hãy chọn tất cả những phần chữ ở bên dưới và di chuyển chúng sang bên trái một chút, sau đó vào phần hình ảnh và chọn hình bóng có bóng đen, cắt lấy 2/3 chiều cao của bóng đen và di chuyển chúng vào đúng lát cắt. Kéo dài ra cho vừa với khung chữ và bạn đã có hiệu ứng rạch giấy trên Canva. Xin chào bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với bạn một hiệu ứng chữ. Đó là chữ bị cắt ở trên Canva, giống như ở đây là có một đường rạch giấy này. Và sau đó thì chữ bị cắt ra như thế này. Rồi mình sẽ thêm trang để làm một chữ mới nhá. Và mình để phông màu nền như thế này. Để viết được kiểu chữ này thì chúng ta phải dùng các chữ ở trong thành phần. Thì mình đã có một video giới thiệu, đó là các kiểu chữ độc đáo ở trên Canva. Thì dùng các thành phần chữ, dùng các thành phần để viết chữ chứ không phải là dùng dạng văn bản. Thường thì các chữ ở trong thành phần thì nó sẽ không viết được dấu. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một kiểu chữ mà chúng ta có thể viết được dấu tiếng Việt. Các bạn sẽ vào thành phần và gõ từ khóa cho mình, đó là chữ khối hộp, vào chọn đồ họa. Đây chính là kiểu chữ mà mình sử dụng. Ở đây thì có hiện lên chữ đề xuất đa dạng, các bạn bấm vào xem tất cả. Mình sẽ viết chữ lịch sử và mình sẽ chọn chữ L này, chữ Y ngắn có rồi, chữ C, chữ H, SC và chữ U. Mình sẽ chỉnh sửa những chữ này trước, làm hiệu ứng lát cắt trước và sau đó thì sẽ giới thiệu cho bạn về các dấu này sau nhé. Mình chọn tất cả các chữ này và kéo to ra và sắp xếp lại để vừa với khung hình hơn. Ở đây thì các bạn thấy là những chữ này nó có hình khối hộp như thế này. Và để làm được hiệu ứng lát cắt thì mình sẽ loại bỏ cái phần khối hộp này đi. Thì mình sẽ làm như sau. Các bạn bấm chọn một chữ này. Các bạn thấy có 4 màu thì mình sẽ đưa cái phần màu này và cái phần màu ở bên dưới về với màu nền, chính là màu này. Bạn bấm vào đây. Và cái màu hồng này cũng về với màu nền. Đấy, thì các bạn thấy là chữ L này đã được loại bỏ cái phần khối hộp rồi. Và mình làm tương tự với các chữ tiếp theo. Bước tiếp theo thì mình sẽ chọn tất cả các chữ và tạo một bản sao và đặt đúng vào vị trí khít vừa lên chữ này. Rồi mình ẩn cái này đi để các bạn có thể nhìn được rõ hơn. Và để viết được chữ hiệu ứng này thì mình sẽ chia mỗi chữ này thành hai phần, phần trên và phần dưới như thế này. Bằng cách làm như sau, mình sẽ cho to cái này lên để làm được dễ hơn. Trước tiên thì mình chọn chữ L, mình sẽ vào phần xén. Thì các bạn sẽ cắt một nửa chữ L, kéo xuống phía bên dưới. Rồi, ok, và bấm nút xong. Rồi và khi mình bấm cái này là mình đã chọn cái chữ ở phía sau, vì có hai chữ L mà. Và mình lại tiếp tục kéo để cắt nửa bên dưới, để lại cái phần ở bên trên. Đấy, và bạn có thể nhìn thấy một khoảng trống của hai cái chữ bị cắt ra. Nhớ là để một lát hay là mỏng thôi thì hiệu ứng này mới đẹp được. Ok, vậy là mình đã làm xong, cắt xong được chữ L. Và để làm những chữ tiếp theo có được kích thước của lát cắt bằng với chữ L này thì mình sẽ làm như sau. Đó là các bạn bấm cho mình tổ hợp phím là Shift cộng R, Control cộng R thì nó sẽ hiện ra một bảng, một cái thanh bên trên như thế này. Và các bạn đặt chuột vào thì sẽ tạo thành một mũi tên hai chiều. Hãy giữ chuột trái và kéo xuống và đặt nó vào đúng với chỗ mà bạn vừa cắt chữ. Rồi mình đã đặt cái đường thẳng này ở bên trên. Và bây giờ mình sẽ làm thêm một đường thẳng nữa để đặt ở phía bên dưới. Rồi và bây giờ mình sẽ cắt các chữ này theo cái đường thẳng mà mình vừa làm.
Công đoạn này thì các bạn phải làm kỹ một chút. Với những mẩu chữ ở bên trên thì hãy cắt cho phải đặt đúng điểm cắt vào vào đường vạch sẵn, hoặc là chồm xuống bên dưới một đường. Còn với mẩu chữ bên dưới thì đặt trùng với đường vạch cắt, hoặc là chồm lên bên trên một đường. Để loại bỏ các đường vạch này thì bạn chỉ cần kích vào và đẩy nó lên phía bên trên, đẩy về thanh ở bên trên là được. Rồi tiếp theo các bạn hãy chọn tất cả các phần chữ ở bên dưới và di chuyển nó sang phía trái của khung hình. Bạn có thể dùng chuột hoặc là dùng phím di chuyển ở trên bàn phím. Rồi mình sẽ di chuyển sang như thế này. Và tiếp theo vào phần ảnh và mình sẽ chọn một cái hình ảnh. Đây là hình ảnh dành cho hiệu ứng này. Mình sẽ cắt chỉ lấy 2/3 chiều cao của bóng đen này thôi và kéo dài ra bằng với lại chữ. Khi kéo dài ra thì nó vẫn hơi to, hơi đen, nên mình sẽ rút ngắn lại và đặt vừa khin vào lát cắt các bạn nhé. Đấy, như vậy là mình đã có một hiệu ứng chữ bị cắt giống như là giấy bị rạch vậy và chữ bị cắt vậy. Mình sẽ đặt link của hình ảnh này ở bên dưới phần mô tả video để bạn có thể tải về và sử dụng. Và cuối cùng thì mình sẽ thêm dấu cho chữ này. Các bạn vào thành phần và gõ tìm kiếm cho mình là dấu mũ, hoặc là bạn ấn dấu sắc, dấu huyền cũng đều có thể ra. Đây chính là kiểu dấu mà cùng với lại kiểu chữ này. Các bạn bấm vào đề xuất đa dạng có chữ xem tất cả thì sẽ thấy được đầy đủ các loại dấu hơn. Dấu sắc, dấu huyền này. Dấu này thì có thể dùng để làm dấu nặng. Và hai dấu móc này thì có thể dùng để cho chữ ư và làm dấu hỏi. Mình sẽ chỉnh đặt vào các vị trí một cách nhìn một cách hợp lý. Và chữ các dấu này mình cũng loại bỏ khối giống như là loại bỏ với lại chữ. Với dấu này thì mình sẽ xén vào phần xén và cắt đôi để chỉ lấy một dấu thôi, để làm dấu nặng thôi. Ok, và mình cũng loại bỏ khối bằng cách chuyển màu. Rồi cắt thêm một chút nữa vì nó vẫn còn lại một chút. Với bất cứ chi tiết nào quá bé thì các bạn hãy cho to hình lên để chỉnh sửa dễ hơn. Ok, và mình đưa vào làm dấu nặng. Khi kéo to lên như thế này thì bạn có thể nhìn gần vào hiệu ứng chữ và rõ ràng là ở đây nó có một hiệu ứng 3D giống như là chữ đang được nâng lên, giấy bị rạch ra và chữ được nâng lên vậy. Mình sẽ chọn tất cả chữ này và cho bé lại một chút cho vừa với khung hình và để nghiêng chữ, chỉnh sửa một chút. Bóng đen rạch giấy này thì bạn cũng có thể tùy chỉnh để dài ra hoặc là ngắn đi tùy theo mục đích là giấy bị rạch nhiều hay là ít. Bạn cũng có thể vào thành phần và chọn các kiểu chữ khác để làm hiệu ứng rạch giấy cắt chữ. Đây là một số chữ mình đã làm.
Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong với bạn cách làm của một hiệu ứng tạch giấy cắt chữ. Chúc bạn làm thành công và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.